Thì trở lại về mọi người thì mình sẽ tìm hiểu về mặt kinh bắt bắt đi nha. Thì mà kinh bắt đi thì nó có giải thích trên trang Vivo nè, nhưng mà nó giải thích như vậy thì các bạn có thể là đọc các không hiểu, nên là bạn nên demo để hiểu hơn. Theo đây mình sẽ có hai khối này, nó sẽ hiểu hơn rõ về bắt đi mặt mặt kinh. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái bắt đi trước nha. Bắt đi là 20 pixel, là giá trị nó sẽ chạy từ top, right, bottom và left đây đó. Thì cái bit này thì nó sẽ cộng cho cái chiều rộng ban đầu mình luôn, thì đâm ra là kích thước của cái chiều cao và chiều rộng của mình là tới 320 pixel lận, thấy không? 300 nè, cái bit của mình là 20 nè, thấy chưa? Nó cộng vô nữa là tới đâm ra tới 320 lận. Còn riêng mặt mặt kính, mặt kính đây thì nó sẽ chia khoảng cách giữa hai thằng này ra luôn, nó chứ không nằm chung gì được. Cho 20 pixel đi đây. Thì riêng mặt kính thì nó là cái viền ngoài mình nè, nó không có cộng dồn vô, nó không liên quan tới cái hàng trong nha, không liên quan tới cái chiều rộng và chiều cao của mình đâu, chỉ thằng bát đi mới liên quan thôi. Còn mặt kính thì nó chả liên quan gì cho lắm đâu. À, đây mặt kính nè, hai chục nè, ngoài đây nè nó bị tách tách biệt hoàn toàn toàn nha. Còn trong đây thì hàng liên quan đến chiều rộng và chiều cao của thằng hai cái bóc mình đang tạo nè, đó là thằng mặt, có thằng bé 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 đi, một thằng đó là thằng bó là bóc, còn thằng bó 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 đơ chứ. Mình cho nó 10 pixel select ok đây, nó cộng vô nè, thấy không? Đâm ra tới 330 pixel lận, nó lớn hơn ban đầu rõ ràng không? Đó là khác biệt giữa hàm mắt bắt tiên và mặt kinh. Còn cách khắc phục cái hàm bắt tiên này thì mình sử dụng là bó là bóc oxy bó là bóc, thì nó sẽ tự động tính tính toán luôn đó, thấy không? Tính toán nè, tính sao mà cho hàng này càng này ba hàng này cộng lại á nó bằng với 300 bằng kích thước ban đầu của mình. Ta sẽ là 300 pixel đây đó, nó là hàng bó la bóc, nó sẽ tự động tính toán với mình luôn, giữa mặt gân và giữa phát đi và giữa cái bó la của mình. Rồi bài đây là hết, đơn giản vậy thôi, thì phát đi mặt kinh thì cũng khá đơn giản, chỉ hiểu nôm na thôi. Phát đi mặt gân, phát đi thì nó sẽ không có tính vào cái liên quan đến chiều rộng và chiều cao của mình, nó sẽ cắt hai phần tử mình ra luôn, là hai phần tử mình nó sẽ tách tách nhau riêng biệt, đó là chiều cao ha, là mặt mặt kính. Còn bắt tinh thì nó không như thế, nó sẽ từ bên 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 trong mà đưa ra ngoài,